Thưa các bạn, chúng tôi đang ở xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Và hiện nay chúng tôi đang đi vào xóm Khanh hay còn gọi là Mường Khanh thuộc xã Cổ Lũng, huyện Thanh Hóa. Và các bạn thấy bên góc nhỏ của màn hình như là cái hình con suối nhỏ, đấy chính là cái hình, đính là con suối Khanh. Và hôm nay tôi cũng sẽ mời các bạn cùng với tôi đi thực địa, đi điền dã để xuống con suối Khanh. Các bạn sẽ thấy có một cái sản vật khá là bình dị, khá là rất là bình dị bình thường nhưng mà cũng rất là ngon miệng, dung dị trong cái đời sống của người Thái và người Mường ở phía Bắc Thanh Hóa. À, còn cái đắc này nó gọi là cái thô này râu gì đây đây đẹp. Cải xong đấy. À, cải xong hay nhỉ. Nó tự nó tự nhiên nó thấy nó lên thế thôi. Ô hay nhỉ. Nó mặc tự nhiên đấy. Nó tự nhiên. À, coi như là một cái dạng rau hoang thôi. Vâng. Nhưng mà phải nhiệt độ này nó mới, nhưng mà cái mùa nóng rồi nó nóng. Ừ, nó nóng thế này. Nhưng cái mùa này bắt đầu tháng 9 rồi đi. Bánh đấy nó bắn đấy. Và có vào uống nước nữa không? Thôi không vào nó bụa. Chưa rồi. Bắn đấy, bắn đấy. Bắn đấy giờ mà kéo sẵn tay này bắn đấy. Tôi đang đi tìm cho nó cái hòn đá nào đẹp, tôi nhặt viên rồi kia. Cái này có dao mà cắt thì nhanh quá. Vậy này mẹ đưa mô mới làm đưa mà địa thảo cũng nhiều lúc mới có cái chiếu đó. Các bạn thân mến, đây là một con suối nhỏ ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của thuộc tỉnh Thanh Hóa, xã Cổ Lũng. Và các bạn đã thấy Pù đây là Luông thuộc thuộc xã Xóm Đốc. Xóm Đốc xã đây không, đây là xóm Hươu rồi. Xóm Hươu của xã Xóm Hươu của xã Cổ Lũng. Cổ Lũng, huyện Bá Thước. Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Và các bạn đang thấy chúng tôi đang ở con suối nhỏ, đây là cái rau cải xoang mọc hoang các bạn ạ. Cải xoang rất là đẹp mà có thể nói rằng là tự nhiên để nói là thiên nhiên tạo ban tặng cho đây là một trong những cái sản vật mà thiên nhiên nó ban tặng cho người dân nơi đây. Rất là đẹp, rau rất là mềm, rất là xanh. Đây các bạn đã thấy là hai vị khách ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài Hòa Bình vào đến tận đây để hái rau cải xoang của Thanh Hóa. Đây là một trong những cái loại rau đặc trưng, nó chỉ mọc vào mùa đông nhưng ở vùng Pù Luông này nó mọc quanh năm bởi vì không khí nó mát và khí hậu nó mát lành. Cái thứ hai nữa là dòng nước nó trong nó lạnh cho nên là nó phù hợp cho cái loại rau này. Cải xoang các bạn biết rồi, ăn sống cũng được, ăn ghém cũng rất tốt mà đặc biệt là ăn lẩu. Cái xoang mọc từng đám ở trong lòng suối như những cái cây rêu các bạn ạ, rất là đẹp. Hai bác cháu của nhà ông ngoài Hòa Bình đang hái rau cải xoang về để cải thiện